Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một clip bẫy chích đây, đi với ông anh của mình test cái lợp luôn, lợp mới mua, lợp lợp 650, mồi nhiêu anh Hậu? Mồi này xưa mua nhiêu, 2 triệu hả? Mồi 2 triệu. Đây ông anh của mình đây, này mình quýnh ở xã Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An nha. Hồi nãy có kẹo quýnh được con rồi nè. Đấy, quýnh được con rồi. Rồi mồng đỏ ao luôn. Con này tây lắm nè. Mồng nó lên ghê không? Con đó già dữ rồi. Không có người đụng tới nó đó. Đây. Điểm gì anh Hậu? Lấy cái cây anh Hậu, lấy cái cây chọt sau lưng anh Hậu. Lấy mì rất là lẹ nha. Ôi còn trống nữa, mồi mới nên kêu ít nha anh em, thông cảm, có bổi là quý rồi. Giờ lên học. Hai con rồi nha, hai con rồi nha. Chiều nữa có mồi nhậu rồi. Còn con đi chồng. Con mái.